kia có vẻ sành sỏi quá nhỉ, chật chật đấy, già rì đấy. Làm một cái video gọi là kinh con mẹ Hoàng luôn. Hoàng con mẹ kinh Hoàng đâu? Sinh hoan yêu của anh đâu rồi? Đây rồi. Ôi trời. Ôi anh ơi. Có phải mình lại không giả bà cụ mà là mình làm gì? Ủa rồi. Ôi, cụ ma không phải là cụ giả đâu mà cụ ma. Cái này đẹp thế. Thôi mình giả là ma nha anh em nhá. Quạt giả bà cụ nhiều luôn. Một tháng rồi không vội. Làm mẹ rồi. Làm rồi. Ma nó phải thế. Thế ơi, ma anh em nhỉ. Tôi thề luôn. Gặp phải thằng nào mà chân yếu tay mềm cái là đi đúng giờ ngay. Đi đúng giờ ngọ ngay. Sợ không? Sợ không? Sợ. Sợ. Anh em thấy tôi sợ không? Anh em thấy sợ anh em nhớ cho mình một like một subscribe nha. À anh em bình luận ở dưới xem có sợ không nhá. Sao vậy? Ok anh em. Hôm nay ui giời ơi. Hôm nay mình sẽ giả con ma điên. Giả ma điên không nha? Rồi. À ông anh. Vâng. À, mình sẽ giả ma như này, mình sẽ ở em... trong bụi cây như thế này nha anh em nha. Có khi nào ma giả gặp ma thật không? Chạy ra nha anh em nha. Như này mà không sợ thì thử bó em nào, thử bó em nào. Thế nên là hôm nay mình sẽ giả ma nha, mình sẽ trêu những người đi làm công ty và là đang đến giờ làm công ty. Ơ, có người vào luôn anh ơi. Vào không. Nghe có vẻ sành sỏi quá nhỉ, chật chật đấy, già rì đấy. Ôi em ơi. Hôm nay nhá, Hoàng này tiếp tục làm một clip là gì nhỉ? Chôn giả ma nhá em nhá. Hôm nay không giả bà cụ nữa Hoàng, hôm nay đi giả ma nhá em nhá. Đây nhá anh em nhìn này. Thanh niên hoài. Tưởng cái Lào. Tao tưởng mày đến Lào. Tao tưởng mày đến Lào. Dạ. Trời toán là 2000 years. Later. Chạy nhanh thế nhỉ? Ôi trời ơi. Chơi ngựa nào.
không? Ờ, làm đi không? Ở đây, ok. Ở đâu à? Vũ Đại Hoàng Cương đánh bà Vũ Thọ. Dạ không? À, giả sơ. Vậy nghe có vẻ xanh xòi quá nhỉ. Ai hận tình anh em vẫn như sông Đà trào dân. Em đúng là em của anh. Tình số sinh ra chúng mình, duyên nào sinh ra chúng mày. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Và ai cả đái. Ai cả lồi. Ôi làm nhà kìa. Rồi lấy riêng đi. Lấy em kế. Ôi anh em tình nghĩa thế. Tình nghĩa anh em bấy lâu nay vốn như vậy không bao giờ đổi thay. Khi tôi lạc lối không còn điểm dừng thì anh là người níu tay tôi lại cạnh bên. Anh em con cá. Ôi giời ơi. Tình nghĩa sao lông. Anh em vào sinh ra tử ấy. Ôi chạy. Chào mọi người nhá. Chào cậu. Dạ không, cái của tối nay không được được. Đà chắc mà đâu. Hai cái tay thôi là chắc mà đâu. Dạ đi. Thế à? Thế thì thằng anh kia là anh vào sinh nhật của mày à? Lấy dép của anh mày. Đây, dép rồi, dép vào đây. Dạ không, cái của ơi. Chào mọi người gái. Ok, nhau nhau. Đi ra. Bạn có nghe được câu chuyện của hai thằng không? Tình nghe anh em ai gì à? Em mãi là em của anh đi. Giờ về khi đấm nhau. Cười vãi đái em ạ. Nhưng mà xem lại cái quả đằng kia nó lăn lộn ở dưới kia buồn cười đéo chịu được. Giờ tôi biết là chạy rồi. Chân nó đá bốc bốc vào mặt tôi ấy, tôi cứ ôm mẹ chặt vào. Ok anh em tiếp tục nghe nhá nhá. Anh là đầu cắt môi. Em sống trong gia đình mẫu mực thật sao. Lớn lên với nhiều trông gai. Không phải tôm cá ốc chay. Tất nhiên anh không phải nem tai. 26 Sơn La chào anh em nhá. Thiện tài. Mình không làm điều ác. Ôi giời ơi.
buồn cười mỗi hai cái thằng tình anh em. Nhưng mà hôm nay không gặp gái tôi tiếc. Vừa có đứa gái rồi. Bằng. Điên rồi, nó đi đâu? Nhưng thằng kia, thằng kia nó cũng thấy rồi. Vừa có gái rồi nhưng mà nó kiểu hai vừa hai có hai đội nhưng mà cái đội ở dưới là đội con gái, đội ở trên là đội con trai, nhưng mà bọn con trai là nhìn thấy tôi rồi cho nên tôi phải chạy ra tôi trêu luôn anh em ạ. Bọn nó tưởng anh mình đánh. Anh quá. Tôi bảo hôm qua nếu mà ở ngoài kia xem có người phát thì mấy thằng nó đi gặp tôi. Alo mẹ ơi, như chở đón gọi đón gái để giả vờ. Tôi tưởng mọi người đánh nó, tôi tưởng mọi người đánh nó. Đi nó cứ đút túi ra. Cầm đầu chạy. Chạy thôi. Chạy thôi. Chạy luôn. Chạy lên đây thì một đoạn bị anh dọa. Thế là sau đừng gọi là dọa. Không, bị ai bố là dọa đánh rồi. Em này gặp mình dọa ma. Thế áp lực cấp 1 xong xong. Áp lực cấp 2 nó cũng em đấy. Nhưng mà buồn cười nhất là cái hai ông mà tình anh em mà. Cái tiền tài kia gì ạ? Bỏ em chạy luôn mà. Anh em đéo tầm này. Em mãi là em của anh như thế. Anh ơi em gặp ma rồi chạy mất đây. Anh ơi tôi ôm mẹ chân rồi. Ôi thằng ấy chạy ngã đầu vãi cả. Ờ nó lăn đi bỏ lại đây là ngã đầu ấy. Hai ông anh, hai anh em gọi là hai anh em vào sinh ra tử mất cả hết cả hai đứa chứ. Đầu thế. Ừ, nhưng mà tôi vừa mới giả đôi dép thôi, tôi bảo là quay lại để giả chả sợ. Nhưng mà lời đéo quay lại anh em ạ. Ôi sợ. Thôi, chỗ này là anh em mà thấy bây giờ này. Anh chưa có đồng hồ này, không có ai nhá. Bình luận xem bây giờ có nên làm tiếp không hay là giả bọc anh em nhá. Ok, chào tất cả anh em nhá.